trình Một Ngày Làm Đầu Bếp. Mình là Hường, rất vui hôm nay mình được tham gia chương trình để giới thiệu cho các bạn món mực chiên xù. Để làm món mực chiên xù, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu: trứng 500g mực, bột chiên xù, bột chiên giòn, rau xà lách, cà chua và dưa chuột, và một số gia vị chúng ta thường dùng hàng ngày như hạt nêm, mì chính và hạt tiêu. Ngay bây giờ hãy cùng Hường thực hiện món ăn này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ rửa sạch mực. Làm sạch mực, tại vì mực rất khó để làm sạch nên chúng ta phải rửa thật kỹ. Ở đây thì Hường đã làm kỹ sạch sẽ rồi. Đây, chúng ta cùng chỉ thái. Chúng ta thái mực vừa phải, khoảng 1cm. Sau đấy chúng ta sẽ đổ vào một cái bát và ướp gia vị. Chúng ta cho vào một ít mì chính, một ít hạt nêm và một ít hạt tiêu. Chúng ta trộn lên. Trong lúc chờ mực thấm thì chúng ta sẽ trộn bột chiên giòn. Chúng ta cho ít nước. Và đánh cho khi là nó loãng sệt sệt. Sau đó chúng ta sẽ đặt trứng. Chúng ta chỉ cần lấy một quả trứng thôi. Chúng ta đánh đều đi. Rồi chúng ta rớt mực, nhúng vào mực. Nhúng vào trứng rồi ướp qua bột chiên xù, bột chiên giòn. Rồi lăn qua bột chiên xù.
chúng ta trộn đều với bột chiên xù. Chúng ta nhúng qua trứng và nhúng qua bột chiên xù để lúc mà chúng ta lăn qua bột chiên xù thì nó sẽ bám hơn, để lúc chiên nó cũng bị rời rạc ra. Tại vì món này cũng rất là đơn giản nên là sẽ không mất nhiều thời gian để chế biến món này. Thank you.
sau khi đã tẩm qua bột thì chúng ta bắt đầu làm nóng chảo. Bếp và làm nóng chảo. Chúng ta sẽ để chảo nóng và chúng sẽ đổ dầu vào. Đổ hết được. Chúng ta đổ nhiều dầu một chút để lúc mực chiên thì nó sẽ giòn hơn và sẽ không bị dầu nó ngấm vào bên trong. Sau đó sẽ đợi dầu sôi. Món mực chiên giòn này rất dễ ăn, đúng như là trẻ em cũng như người lớn. Thường ví dụ như người lớn thì trong cho các đàn ông các trong các món nhậu nó thì cũng có thể ăn, và trẻ con thì cũng có thể rất thích ăn món này vì nó như một món ăn vặt như bim bim. Chúng ta có thể ăn kèm với mayonnaise, tương ớt hay là cơm. Nó rất là dễ để kết hợp trong các món ăn gia đình. Trong khi đợi chảo sôi thì chúng ta sẽ trang trí đĩa thức ăn của chúng ta trước. Tại vì ở đây chúng ta đã có một đĩa rau xà lách đã rửa sạch rồi. Các bạn lưu ý là rau xà lách rất bẩn nên là khi các bạn ấy thì các bạn phải rửa sạch kỹ trước. Chúng ta cắt đầu ngay xuống đi. Chúng ta bày lên đĩa. Sau đó chúng ta lấy khoảng một quả cà chua, cắt đầu. Chúng ta trang trí đơn giản thôi. Tôi cắt khoảng 3 lát cà chua. Sau đó chúng ta lấy một quả dưa chuột. Dầu của chúng ta có vẻ nóng rồi, chúng ta giảm độ nhiệt độ xuống. Chúng ta sẽ thả mực vào khi dầu sôi hẳn. Tại vì mực nó chín cũng rất là nhanh nên là mọi người nên để ý hơn. Mọi người nhớ để một lúc rồi lật nhé, vì lúc mà mọi người mới cho vào thì cái bột chiên giòn nó chưa khô, nó chưa cứng hẳn, nên là lật thì nó sẽ bị bung ra.
Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình và mong rằng các bạn sẽ cổ vũ cho mình để mình có thể hoàn thành xuất sắc món ăn này. Mực của chúng ta cũng chín rồi, bây giờ chúng ta sẽ bày mực ra đĩa. Và món mực chiên xù này chúng ta có thể ăn kèm với tương ớt. Và mayonnaise. Món ăn của chúng ta hôm nay đã hoàn thành rồi. Mình nghĩ món mực chiên xù mình làm ngày hôm nay đã khá thành công vì chiên mực lên nó giòn và màu rất bắt mắt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.